Đưa đàn trên tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh xôn xao những bước chân tao hè. Đừng làm quên tiếng ve người còn ngoài xe. Năm 2015 là đến xã Hồi Tụ ở huyện Kỳ Sơn gần biên giới Lào. Và đến đó thì nhiều đồng bào dân tộc là còn không biết chữ, là tôi dạy chữ cho đồng bào mình để một phần làm xóa mù chữ cho họ. Đối với tôi, mùa hè xanh là những kỷ niệm ở làng trẻ SOS. Đến với làng trẻ SOS, tôi không chỉ là dạy cho các em về những bài tiếng Việt, về những bài toán, mà tôi còn chia sẻ những tình cảm của các em. Những hoạt động ở tình nguyện ở SOS luôn mang lại cho tôi những cảm giác quý trọng hơn về cuộc sống, những tình cảm yêu thương chân thành hơn đối với những hoàn cảnh con không may mắn như mình. Mùa hè xanh trong tôi là những ngày tháng mà tôi được cống hiến tuổi trẻ của mình đến với những bản làng xa xôi, nơi mà điện lưới còn chưa kéo đến, mà điều kiện sống còn rất là khó khăn, có những bản làng mà người dân còn chưa biết đến tiếng phổ thông. Mùa hè xanh năm 2015 thì lần đầu tiên em đã được dẫn dắt một đội tình nguyện hoạt động tình nguyện hè tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Đó là đối với em thì cũng là trải nghiệm mà chưa bao giờ trong cuộc đời của em là trải qua những ngày tháng có thể nói là rất là vất vả nhất. Mùa hè xanh trong tôi là những ngày về muộn, những buổi cơm nguội của căng tin hay ở trạm xe buýt. Tôi vẫn nhớ y nguyên những ngày ấy, những ngày mà chúng tôi vẫn phải lặn lội dưới cái nắng tháng 6, tháng 7 để giúp thí sinh và người nhà thí sinh có nơi ăn và chỗ ăn nghỉ. Như chúng tôi là những tình nguyện kết thúc mùa tí chỉ giúp đỡ các em một phần nhỏ nhỏ, những để lại cho các em những kỷ niệm thân thiện thật sâu sắc về một mùa thi. Em thấy hoạt động biển đảo là một hoạt động rất là thiết thực vì nó giúp cuộc sống nhiều người, giúp họ vượt qua những nguy kịch, lúc ví dụ lúc có ốm đau hay tai nạn. Tuy là bản thân mình thì chưa được trải qua những mùa hè xanh nào, nhưng mà khi mà được nghe các anh chị kể lại về những mùa hè xanh của mình và nghe những cái trải nghiệm đó là các anh chị được đi tiếp xúc mùa thi và được đi tình nguyện vùng, được đến những cái nơi vùng cao, những vùng xa, vùng sâu vùng xa để giúp đỡ những người dân tộc ở đó, và mình rất là háo hức khi nghe kể lại và rất mong là sẽ được trải nghiệm bởi chính mùa hè xanh của mình. Tôi yêu mùa hè xanh. Yeah. Trên mặt đàn trẻ thơ, trường làm vui cho em trên sách ngây thơ.